Xin chào cả nhà. Hôm nay Ti giới thiệu cho cả nhà bé mèo già nhà Ti nè. Lúc trước á, thì còn kêu là mèo trẻ, mèo mập. Bây giờ người ta già rồi cô chú và các bạn. Trời ơi, bé mèo này nuôi gần 10 năm rồi, nên những cái hình ảnh và clip cũ không còn nữa. Chứ trời ơi, lúc trước cô chú chưa thấy đâu, xấu lắm, gầy trơ xương luôn. Với những cái em cún mèo bị bỏ rơi hay những cái động vật lang thang ở ngoài đường, chỉ cần đầy đủ tình yêu thương thôi là con sẽ khác liền cô chú và các bạn. Trời ơi, bây giờ đến nhà người ta cái thành công tử luôn nè. Suốt ngày ăn với nằm thôi và liếm lông thôi. Xong rồi hả, người nhà mà đi về chạy ra mừng cái đuôi ngoắc ngoắc như con chó luôn đó cô chú và các bạn. Trời ơi, khôn lắm đó cô chú. Hy vọng là các em sẽ được yêu thương nha. Những cái em bé đừng có đánh mèo đánh chó, vậy không có hay đâu, không có tốt đâu nha. Mèo dễ thương lắm hả. Thương mèo nè. Ôi, thương mèo đẹp nè. Trời ơi, bây giờ là buổi trưa mà nhắm tịt cả mắt vào. Mèo béo xin chúc cô chú và các bạn thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Kính chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà xem kênh nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho máy ấm Ti nha cả nhà. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở những clip sau. Thấy con dễ thương không? Con quậy lắm nha mẹ nha. Con ăn hiếp cả thằng trắng nè. Trắng to gấp 10 lần con luôn. Ăn hiếp luôn. Không được leo xuống. Đây đây. Đấy. Đầu máy đôi nha. Ôi thương thương con nè. Ôi nè. Giỏi nè. Ôi hai đứa đẹp quá. Ôi thương mèo nè.